khác hẳn với người anh em Techno Spark 20 Pro Plus. Techno Spark 20 chính là cái con điện thoại mà nó phải gọi là flop nhất của nhà Techno ở thời điểm hiện tại. Vì sau những cái video mà mình review về cái đợt mà con đấy mới về Việt Nam thì gần như là anh em sẽ không nhắc đến cái con Techno Spark 20 luôn. Không phải vì nó không ngon, không phải vì nó không có những cái điểm gọi là nổi trội trong tầm giá, mà có lẽ vì cái con Techno Spark 20 Pro Plus Techno làm ngon quá và phân cấp điện thoại cấu hình một cách rõ ràng quá, nên là gần như mọi sự chú ý của anh em thì đều hướng về cái phiên bản cao nhất là Techno Spark 20 Pro Plus. Tuy nhiên ấy, thì cái con Techno Spark 20 Pro Plus và con Techno Spark 20 ấy, nó khác nhau hoàn toàn nha các bạn. Tại vì con Pro Plus của nó là giá hơn 5 triệu và nếu mà anh em có voucher các kiểu hoặc là anh em có mua ấy, thì anh em cũng phải mua với mức giá khoảng tầm là 4.7, 4.8. Nhưng mà cái con Techno Spark 20 này thì giá của nó chỉ là chưa đến 3 củ khoai mà thôi. Và nếu như em này ở phân khúc giá khoảng tầm chưa đến 3 củ khoai ấy, thì mình nghĩ rằng đây vẫn là một con điện thoại ngon và nó vẫn có những cái ưu điểm cực kỳ ổn trong tầm tiền. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái video look back nhìn lại về con Techno Spark 20 để xem là con này thì thực sự là ngon hay không, và sau 4 tháng thì nó sẽ có điểm yếu ở cái phần nào. Đầu tiên là nếu anh em nào quan tâm về con Techno Spark 20 với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại OneWay Mobile thông qua đường link ở ngay bên dưới nhé. Không chỉ là Techno Spark 20 đâu, ở OneWay Mobile thì anh em còn có rất là nhiều những sản phẩm khác từ nhà Techno, như là Techno Spark 20 Pro Plus với mức giá rất là ngon, chỉ rơi vào khoảng tầm đâu đó là 4.550.000, và đây cũng là một cái mức giá gần như là rẻ nhất thị trường cho con Techno Spark 20 Pro Plus luôn. Ngoài ra, những sản phẩm nhà Techno Spark 10 Pro OneWay vẫn có kinh doanh, anh em tham khảo thông qua đường link bên dưới nhé. Ok, với con Techno Spark 20 này ấy, thì một trong những cái ưu điểm lớn nhất của nó ở trong tầm tiền là nó được trang bị rất đầy đủ tính năng. Anh em có thể thấy rằng là những cái con điện thoại trong phân khúc giá 3 triệu ấy, thì nó đánh đổi rất là nhiều thứ. Ví dụ như con nào mà có cái cam 50 chấm ấy, thì nó mất cái hiệu năng tốt đi, và cái con nào có cái hiệu năng tốt thì nó lại có cái màn hình giọt nước. Nhưng mà với con này thì nó là một cái con điện thoại rất cân bằng và nó làm ổn ở tất cả các yếu tố. Về yếu tố màn hình đi, thì Techno Spark 20 ấy, nó được trang bị màn hình kích thước là 6.6 inch. Trong tầm giá em này chỉ được trang bị màn hình HD mà thôi, nhưng bù lại nó là màn hình đục lỗ và chúng ta vẫn có tần số quét là 90Hz. Thì đối với cá nhân mình trải nghiệm về cái phần màn hình này thì mình thấy rằng cái điểm trừ của nó là độ sáng không quá cao. Mặc dù mình đã bật max độ sáng rồi, nhưng mà mình cảm thấy là nếu mà dùng trong điều kiện đèn studio đang chiếu khoảng tầm 2 cái đèn công suất lớn vào đây thì nó ở mức gọi là tạm đủ nhìn. Còn nếu mà chúng ta ra ngoài trời thì con này hơi khó, nếu các bạn sử dụng trong nhà thì sẽ ok hơn. Điều này nó dẫn đến một cái việc là nếu như anh em mua chiếc điện thoại này phục vụ cho nhu cầu là chúng ta thường xuyên di chuyển ở bên ngoài đường nhiều, shipper, anh em giao hàng chẳng hạn, thì sẽ thấy rằng là dùng trên màn hình con này nó sẽ hơi khó và nó không được thoải mái cho lắm, độ sáng nó không cao, hơi chói. Còn nếu mà anh em sử dụng chủ yếu là làm văn phòng, đi học, đi làm cơ bản thì con Techno Spark 20 này hoàn toàn có thể đáp ứng được. Và chính vì nó có tần số quét màn hình 90Hz nên là khi mà mình vuốt thì mình đánh giá là nó cũng sẽ có một cái độ mượt nhất định và ít nhất là nó hơn so với những cái con 60Hz thông thường. Và với con này thì nó còn có một cái ưu điểm nữa là cái màn hình đục lỗ, nên là khi mà mình nhìn vào ấy, thiết kế cái màn hình của nó cảm giác là mới hơn, đẹp hơn, xịn sò hơn so với những con màn hình gọi là giọt nước. Và ngoài ra nhé, Techno Spark 20 Pro Plus mình thấy nó còn có cả ưu điểm về cái phần là camera. Đại đa số những con điện thoại trong phân khúc ấy, thì nó chỉ được trang bị camera sau 50 chấm thôi, thì con này cũng như vậy anh em ạ. Chúng ta vẫn được trang bị một camera sau với cảm biến là 50 chấm. Cảm biến 50 chấm ở trên con Techno này ấy, thì cho chúng ta khá là nhiều các chế độ chụp ảnh ở bên trong. Ví dụ AI này, chân dung này, hay là siêu ban đêm, hoặc có những chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp và thậm chí là có thể can thiệp và có thể phơi sáng đến tận là 30 giây. Thì đây là điều mà ít cái thương hiệu điện thoại cho phép chúng ta có thể can thiệp được cái phần là chụp ảnh pro và chế độ chuyên nghiệp như thế này. Anh em nào thích chụp ảnh phơi sáng các thứ thì cái con Techno Spark 20 này vẫn có thể gọi là đáp ứng ở mức là tương đối ổn nha. Ngoài ra thì với cái camera sau của con này ấy, thì nó sẽ có khả năng quay video rất là 2K. Nhưng thực tế mình nói thật với mọi người luôn là cái camera 2K này thì nó vẫn chỉ là scale lên, nó tăng độ phân giải lên từ cái cảm biến Full HD, nên là về cái chất lượng của nó thì mình đánh giá nó chỉ ở mức là ổn mà thôi, độ chi tiết thì nó không phải là quá tốt. Đấy, về phần camera sau, anh em có thể xem những tấm ảnh được chụp từ con Techno Spark 20 này. Nói chung á, là Techno Spark 20, phần camera sau thì mình đánh giá nó được khoảng tầm là 8 điểm trên thang điểm 10 ở trong tầm tiền nha. Nhưng mà về phần camera trước của nó là một cái điểm rất ăn tiền. Đây là một trong những con điện thoại hiếm hoi duy nhất trong tầm giá mà được trang bị cái phần camera selfie với độ phân giải lên đến là 32
megapixel. Điều này thì thường anh em chỉ thấy cho những con điện thoại siêu đắt tiền ở phân khúc giá khoảng tầm là trên 7 triệu hoặc là 10 triệu, nhưng con này trong tầm giá chỉ là hơn 2 triệu và dưới 3 triệu đã được trang bị camera selfie 32 chấm rồi. So sánh cái chút bài chất lượng hình ảnh camera selfie 32 chấm của con này với một vài dòng điện thoại khác ở trong tầm giá có camera độ phân giải 5 chấm hay 8 chấm ấy, thì mình thấy rằng chất lượng của nó không khác biệt nhiều. Mình nói ở đây là không khác biệt nhiều như kiểu là chúng ta so nó với lại những con điện thoại 5, 7, 10 triệu. Nhưng nếu mà so về cái độ chi tiết ấy, thì mình đánh giá là nó sẽ tốt hơn so về cái độ chi tiết khi mà chúng ta so với những cái con điện thoại trong cùng phân khúc. Tại vì những con cùng phân khúc nó chỉ có cảm biến là 5 hoặc 8 chấm thôi, nên là khi mà chúng ta zoom ra nó bị bể, nó bị gọi là nhiễu. Còn với con này thì khi mà zoom ra cùng một cái kích thước đấy, cùng một cái góc đấy, thì rõ ràng là con Tecno Spark 20 nó đang làm tốt hơn ở cái khoản là camera đấy. Nhưng mà cái camera này thì nó vẫn có một cái điểm trừ, đó là cái phần làm đẹp của Tecno nó làm chưa tốt lắm, và cái phần làm đẹp nó vẫn còn hơi gai đấy. Nó cảm giác là làm chụp ảnh chân dung selfie hoặc là xóa phông ở phần camera selfie thì mình đánh giá không cao, nhưng bù lại thì chất lượng camera selfie mình đánh giá trong tầm tiền này thì nó phải được khoảng tầm là 9,5 trên thang điểm 10 rồi. Còn nói đến yếu tố là thiết kế thì cái con Tecno Spark 20 mình đánh giá đây cũng là một cái con điện thoại có một cái chất riêng về phần thiết kế ở trong tầm tiền. Khi mà đại đa số những em trong tầm giá thì thiết kế của nó là cũng cơ bản thôi, dễ nhìn thôi. Thì con Tecno Spark 20 này chúng ta sẽ có thêm nhiều cái phiên bản màu sắc, và đặc biệt cái phần mặt lưng của nó sẽ là mặt lưng nhám, không phải mặt lưng bóng, nên là nó sẽ hạn chế một số cái mồ hôi vân tay thôi. Nhưng mà có một điểm mình không thích là cụm camera của nó, mặc dù là cảm biến thì bé nhưng mà nó làm to quá, nên là cái phần camera này nó hơi bóng, nên là khi mà mình chạm vào ấy, thì rất dễ để lại mồ hôi dưới vân tay, và cái phần mặt bóng này thì nó hơi khó để vệ sinh anh em nhé. Nên về thiết kế mình đánh giá thiết kế con này khoảng tầm là 8 điểm trên thang điểm 10. Hoàn thiện thì ở mức là tốt, build ok, nhưng mà có cái là nếu như cái phần camera nó tố hóa thêm một chút nữa, gọn gàng hơn, ít bám mồ hôi vân tay hơn thì nó sẽ ngon hơn khá là nhiều. Về phần hiệu năng thì Tecno Spark 20 không quá nổi trội khi mà chúng ta so sánh nó với những con điện thoại trong cùng phân khúc. Tại vì mọi người hiểu rằng là dưới 3 triệu ấy thì con chip mạnh nhất bây giờ chắc là con chip Helio G88 hoặc G85 hoặc là Unisoc T606, và ba thằng này hiệu năng của nó gần như xem như nhau. Chúng ta sẽ không có một cái sự gì đấy gọi là quá vượt trội, chúng ta không có một cái gì đấy quá khác biệt. Đấy, nói chung ấy, Tecno Spark 20 nó vẫn là cái điện thoại đáp ứng được khá tốt cái nhu cầu của chúng ta trong cái phân khúc giá khoảng tầm 3 củ khoai, và nó đang có một cái cấu hình có thể gọi là tốt. Và về phần cấu hình thì mình sẵn sàng chấm cho em này được khoảng tầm là 8 điểm trên thang điểm 10. Và về cái phần RAM và ROM ấy thì em này mình đánh giá khá tốt khi nó được trang bị tận là 8GB RAM cứng và 120GB bộ nhớ trong cứng luôn. Nên là về cái phần đa nhiệm các thứ thì mình đánh giá là con máy này nó đang làm khá tốt. Con chip Helio G85 ở trên em này thì nó vẫn có thể xử lý những cái tựa game hoặc là những ứng dụng nhẹ nhàng một cách ok. Mình dùng Facebook thì lâu lâu nó mới lag một lần. Đấy, hoặc là chúng ta đóng mở app thì cũng cảm thấy là nó sẽ mượt hơn so với những cái con sử dụng chip nhớ là eMMC 5.1 đặt trong tầm tiền. Tại vì con này nó sẽ có UFS 2.2 anh em nhé. Đấy, còn về cái phần điểm số hiệu năng hoặc chơi game ấy, thì em này là khoảng tầm 263.000 điểm. So với Unisoc T606 thì nó được khoảng tầm là 240-260 thì nó xem đúng không? Và so với con G88 ấy, thì G88 nó sẽ được khoảng tầm 270-280.000 điểm. Thì con này chắc là chỉ thua so với con G88 một chút xíu thôi. Đấy, hiệu năng của nó mình đánh giá cũng tương đối tốt rồi. Về cái việc combat game với con chip Helio G85 ấy, thì mình đánh giá là nó không phải là quá mạnh, nhưng mà để chơi những tựa game như là PUBG nhẹ nhàng 40fps, Liên Quân 60fps, Tốc Chiến 60fps hoặc là chơi Free Fire thì con này vẫn có thể gọi là xử lý ở mức khá. Nó không thể nào mà có thể đóng FPS căng hoặc là không thể nào mà chơi game không mượt được. Chắc chắn con này vẫn có giật lag nhất định, nhưng mà trong tầm tiền dưới 3 triệu, đặc biệt là hàng chính hãng thì chúng ta cần phải chấp nhận điều này. Đấy, đến một cái điểm nữa mà mình nghĩ rằng là con Tecno Spark 20 trong tầm tiền khoảng tầm 3 triệu nó đang làm khá ngon. Đó là đây là một trong những con điện thoại duy nhất, mình nói là duy nhất nha, một trong những con điện thoại duy nhất ở trong tầm giá có tính năng loa kép. Và thậm chí là con này trên thông số thì cái loa kép của nó được ghi trên hộp là 400%. Nhưng nói thật với anh em rằng cái chất lượng loa ở trên con Tecno Spark 20 này thì nó chỉ ở mức là bình thường thôi. Cái loa kép của nó thì đồng ý là nó có loa kép thật, mình có thể nghe được khi mà xem TikTok, YouTube ở cả loa trên và loa dưới, nhưng mà nó sử dụng cái loa trên bằng chính cái cụm loa thoại, nên là về cái phần âm lượng thì mình đánh giá nó không quá to, và chất lượng âm thanh chỉ ở mức là tương đối. Và về cái phần loa thì mình có thể đánh giá là khoảng tầm 8 điểm ở trong tầm tiền. Còn những con điện thoại khác thì nó được khoảng tầm là 5-6 gì đấy. Ok, nói chung là chúng ta cũng sẽ có một cái trải nghiệm loa kép, chơi game các thứ thì nó sẽ là ổn áp hơn. Và đến một điểm nữa, đó là
con này nó sẽ có viên pin 5000, nó cũng sẽ có sạc nhanh là 18W. Thì cơ bản đây là cái option nó khá là chung ở trong tầm giá gần 3 triệu, nên đây không phải một cái sự nổi bật gì đáng kể lắm. Vì con điện thoại nào trong tầm giá gần 3 triệu bây giờ, tệ nhất thì đều được trang bị sạc nhanh 18W, đều được trang bị cổng sạc Type-C hết rồi. Còn tầm này mà anh em không có sạc nhanh 18W, không có sạc Type-C mà vẫn trùng cổng micro ấy, thì anh em tẩy chay ngay lập tức nhá. Nói chung ấy, với con Techno Spark 20, rõ ràng con này nó có nhiều điểm cộng, nó có nhiều điểm ấn tượng ở trong tầm tiền. Tuy nhiên, khi mà cái thị trường điện thoại giá rẻ bây giờ quá tràn ngập những cái điện thoại giá rẻ cấu hình cao đến từ Trung Quốc hay kể cả là những hàng nội địa Nhật như là mấy con ZTE chẳng hạn, thì cái con Techno Spark 20 nó sẽ hơi bị chìm và mọi người đang phân vân rất là nhiều, không biết là lựa chọn điện thoại nào, có nên lựa chọn chiếc máy này hay không. Thì ok, Techno Spark 20 mình vẫn khẳng định lại, đây là một cái lựa chọn khá ổn, khá tốt ở trong tầm tiền. Nếu anh em cần một chiếc điện thoại có camera ổn này, có hiệu năng ở mức tốt, có thời lượng pin ok, có sạc nhanh, có loa kép, thì đây là một con điện thoại rất hoàn hảo, tròn gọi là toàn diện ở trong phân khúc giá dưới 3 triệu. Nhưng mà nếu anh em chỉ cần tập trung vào yếu tố hiệu năng, anh em chỉ cần tập trung vào yếu tố màn hình, thì sẽ có một vài con điện thoại xách tay, thậm chí là có mức giá rẻ hơn, như kiểu là con ZTE Asin Family, giá nó tầm 2 triệu rưỡi thì nó sẽ đáp ứng tốt hơn khá nhiều. Đấy, hoặc là nếu anh em cần màn đẹp thì chúng ta vẫn có một vài lựa chọn màn đẹp, ví dụ như là con ZTE Blade V50 Design chẳng hạn, phân khúc của nó cũng ngang ngang tiền. Nhưng mà con ZTE V50 Design ấy, thì loa của nó không có loa kép, nó cũng sẽ không có camera, nên cái yếu tố điện thoại giá rẻ bắt buộc anh em cần phải đánh đổi để xem đâu là con điện thoại hợp lý với mình. Ok, anh em nghĩ sao về em nó? Có anh em nào ở đây đang dùng con Techno Spark 20 hay không? Đừng quên comment nhé. À quên, một vài điểm yếu con Spark thì mình xin điểm danh lại. Thứ nhất là wifi của nó mình đánh giá không ngon. Thứ hai là con này anh em không được cập nhật Android mới đâu, và hiện tại nó vẫn đang ở Android 13 mà thôi. Ok, bye bye anh em. Đường link mua hàng thì sẽ để ngay bên dưới nhé.